Yes, yes. Chúng ta đến với trận thi đấu thứ 3, chung kết ngược dành cho game thủ Trịnh Văn Dũng. Summer đến từ game thủ Lưu Duy Khánh. Vâng, trận đầu tiên cầm Summer, trận thứ hai cầm IA. À xin lỗi, trận đầu tiên cầm Mewan, trận thứ hai cầm IA và trận thứ ba là cầm Summer. Đến từ game thủ Lưu Duy Khánh ở trong vòng bảng đối đầu với game thủ Trịnh Văn Dũng. Mỗi bảng chúng ta sẽ có hai game thủ lọt vào vòng tứ kết. Vâng, giải chiến thắng ở trong trận thi đấu đầu tiên sẽ giúp cho các game thủ có tâm lý cực kỳ thoải mái, cũng như là ưu thế ở trong những trận thi đấu tiếp theo của vòng bảng. Một chiến thắng nữa thôi thì game thủ Lưu Duy Khánh sẽ có được chiến thắng đầu tiên ở trong cái bảng đấu của mình. Có hiệu đầu, nhưng đoàn hiệu năm, nhưng mà một hiệu chết giữa đường. Cắt một dần bãi quả để đưa thêm hai con hươu này về với nhà chính. Vẫn chưa thấy thêm đồ ăn. Vâng, con hươu này khá khó chịu. Cuối cùng thì nó cũng đã về với nhà chính. Thường thì Summer sẽ có voi, và hiện tại thì game thủ Lưu Anh vẫn chưa thấy một con voi nào cả. Mới chỉ lổ đàn hiêu đầu 5 con thôi. Tiếp tục lổ đàn hiêu nữa. Game thủ Lưu Anh đang muốn dò những chấm đen còn lại. Bắt đầu đếp kế chiếc BS đầu tiên. Một bài mà tiếp tục đồ ăn dường như có vẻ là hơi nhiều dành cho bài Summer của game thủ Lưu Duy Khánh. Mới chỉ thấy thêm một đàn hiêu nữa mà thôi, chưa thấy quả phụ và cũng không thấy voi đâu cả. Và cả ba trận thi đấu mà game thủ Lưu Duy Khánh đều có chỉ số dò rất cao. Đồ ăn ở trận thi đấu này dường như có vẻ vẫn là chưa đủ. Vâng, dường như thấy luôn nhà của game thủ Trịnh Văn Dũng rồi. Bài khá gần nhau. Tiếp tục là 25 dần và sẽ phải cần tìm thêm đồ ăn. Vâng, với một cái thế nhà như thế này, đồ ăn như thế này thì rất khó để có thể nói lên điều gì. Bây giờ mới kích được đời 2. Đồ ăn thì vẫn chưa thấy thêm gì cả. Một bài đập lô. Và nếu như đập lô xịt thì nó sẽ là một bài lên đời siêu muộn. Vâng, vẫn chưa thấy thêm một đồ ăn nào cả. Đây rồi là một đàn hiệu. Nếu như đây là một trận thi đấu mà Duy Anh có được chiến thắng thì có lẽ Trịnh Văn Dũng sẽ là một bài nghiệt hơn. Vâng, có thấy quả nhưng mà quả là rất rất xa.
Vâng, tiếp tục là cắt dần đến với bãi quả. Vâng, thật sự là một trận thi đấu mà đồ ăn của game thủ Lê Duy Khánh là siêu tù tội. Còn khá lâu nữa thì game thủ Lê Duy Khánh mới có thể kích được đời. Nó sẽ là vào khoảng phút thứ 12 rưỡi, khi đây là một cái bài mà game thủ Lê Duy Khánh vâng không có đồ ăn, và đồ ăn là rất rất xa. Đây là một trận thi đấu mà có lẽ là game thủ Duy Khánh sẽ đánh theo kiểu vườn không nhà trống, bỏ nhà ăn hoang rất nhiều đồ ăn. Vâng, chiếc bé ăn vàng của game thủ Duy Khánh cũng đang là rất xa. Nhà của game thủ Triệu Dũng cũng khá gần nhà của game thủ Lưu Duy Khánh. Trịnh Văn Dũng là game thủ người cầm Roman ở trong trận thi đấu này, đã lên đời do của game thủ Lưu Duy Khánh là con giò mới chỉ có một công mà thôi. Đã có những con chém đầu tiên đến từ Roman của game thủ Trịnh Văn Dũng. 2L. Vâng, 2L đến từ game thủ Trịnh Văn Dũng ở những thời điểm đầu. Một bài khỏe, bắt đầu có những khoanh ruộng ấm ở nhà chính của mình. Có một bì được đóng ra đến từ game thủ Lưu Duy Khánh. Một cái bài hợp lý. Vâng, nếu như ăn được hết hai bãi quả này không, như vậy đã bị phát hiện rồi. Bánh xe không? Lực thực có vẻ đang là ổn, đủ được cái bánh xe. Là rằng có cái bánh xe không, nâng công cho y à, không, nâng giáp cho y. Đây là một tình huống mà công khá bản lề. Có một bãi quả nữa để cho game thủ Lê Duy Khánh có thể sóc điểm cho nhà bi của mình. Về đã có bánh xe rồi. Vâng, có P. Có P đến từ game thủ Trịnh Văn Dũng. Cần phải cẩn thận những con phù ở phía bên trong. Vâng, khó rồi. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho game thủ Trịnh Văn Dũng. Một cái bài mà đồ ăn là quá nghèo ở trong trận thi đấu này. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo là trận thi đấu thứ 4.